cùng làm quen với các vị diễn giả của chương trình ngày hôm nay. Xin được phép giới thiệu từ phía bên cạnh của Thanh. Đầu tiên là thầy Đoàn Văn Phúc, tổ trưởng của tổ cơ điện tử. Tiếp theo là anh Nguyễn Phước Duy, phó giám đốc kỹ thuật của công ty cổ phần dược phẩm An Giang. Và cuối cùng là một vị diễn giả đặc biệt của buổi tối hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Frank, chuyên gia tích hợp hỗ trợ nghề cơ điện tử, tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ. Và trước khi bắt đầu buổi tư vấn hôm nay thì xin được giới thiệu về một cuộc bình chọn đặc biệt trên trang fanpage của trường cao đẳng nghề An Giang. Đó là cuộc bình chọn về ảnh dự thi cuộc thi Robocon do tổ chức GIZ tài trợ đang diễn ra trong suốt thời gian 4 tuần vừa qua. Và hiện nay thì bức ảnh đang dẫn đầu được like trên trang fanpage đó là đội 2 của trường Trung học Phổ thông chuyên Vũ Văn Nghĩa với số lượt like là 289 lượt. Và chúng ta sẽ còn mở cổng để các bạn tiếp tục bình chọn cho đến khi chương trình trực tiếp hôm nay kết thúc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử sẽ là học về lĩnh vực và kiến thức gì. Và với nội dung này thì chúng ta sẽ cùng làm quen với diễn giả, đó là thầy Đoàn Văn Phúc sẽ cung cấp một số thông tin cho chúng ta trong buổi tư vấn ngày hôm nay. Xin được mời thầy. Cảm ơn Thiên Thanh. Xin chào quý vị khán giả, xin chào các bạn học sinh sinh viên thân mến. Thì trước tiên tôi xin khái niệm cơ bản nhất về cơ điện tử để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn. Thì cơ điện tử là một ngành nòng cốt trong thời đại kỷ nguyên số 4.0. Nó thực hiện những cái công việc tự động hóa trong sản xuất công nghiệp, ứng dụng ngành cơ điện tử để thực hiện cái sản xuất công nghiệp chất lượng cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý các cái quá trình phức tạp và sử dụng cái robot để thay thế cho con người. Thì cơ điện tử đó là cái nghề mà giao thoa của các cái nghề cốt lõi trong sản xuất, như là nghề kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin tự động hóa. Khi các bạn học nghề cơ điện tử tại trường cao đẳng nghề An Giang thì các bạn sẽ được đáp ứng các cái yêu cầu trong cái sản xuất quốc tế, cũng như các cái yêu cầu về cái lĩnh vực công nghệ khoa học kỹ thuật hiện tại ngày nay. Thì khi các bạn học thì các bạn sẽ học cụ thể các ngành nghề như là kỹ thuật cơ khí, gia công các cái thiết bị chi tiết, các cụm sản phẩm cơ khí, kỹ thuật tự động hóa thông qua các môn học như là lập trình VLC, vi điều khiển, công nghệ nhúng, trí tuệ nhân tạo. Từ đó thì các bạn sẽ đạt được những cái kiến thức quan trọng như sau. Các bạn sẽ lập được những cái kế hoạch kiểm soát các cái quy trình làm việc, giám sát từ các cái quy trình chất lượng. Thứ hai là các bạn có thể gia công được các cái sản phẩm cơ khí, các cái cụm cơ khí trong cái lĩnh vực cơ điện tử. Các bạn có thể học được cái lập trình hệ thống cơ điện tử và các bạn tham gia vào quá trình vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống cơ điện tử ở các cái nhà máy doanh nghiệp của các cái công ty. Và một điều đặc biệt mà sau này thì các bạn có thể, đó là các bạn có thể cung ứng các sản phẩm dịch vụ trong cái hệ thống cơ điện tử cho các cái đối tác khách hàng quan trọng. Một cái chức năng nữa đó là các bạn tham gia quá trình hiện đại hóa doanh nghiệp hiện đang có sang cái công nghiệp 4.0. Đó là những cái khái quát mà tôi xin giới thiệu cho các bạn nắm được cái lĩnh vực này cho mình. Xin cảm ơn thầy Phúc về những cái thông tin ban đầu cung cấp cho chúng ta về cái ngành này. Thì theo Thiên Thanh được biết, đây cũng là một ngành hot của trường mà chúng ta đang rất là quan tâm đầu tư cho ngành này. Như vậy thì thầy Phúc có thể chia sẻ thêm về cơ sở vật chất của ngành cơ điện tử để cho quý khán giả, các phụ huynh cũng như là các em học sinh đang theo dõi chương trình biết rõ hơn. Vâng ạ. Thì để đáp ứng được cái yêu cầu đào tạo cho các bạn sinh viên khi các bạn tham gia đăng ký học nghề cơ điện tử tại trường cao đẳng nghề An Giang, thì các bạn sẽ được thụ hưởng những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là đội ngũ giảng viên cơ điện tử của nhà trường được tham gia đào tạo có chuyên môn sâu từ các đất nước như là Cộng hòa Liên bang Đức, Malaysia và các cái trường đại học có danh tiếng ở trong nước Việt Nam của chúng ta. Thì các thầy cô này có kinh nghiệm cao, luôn cập nhật các cái công nghệ mới từ các cái công ty doanh nghiệp bên ngoài.
Cái lợi ích mà các bạn được thụ hưởng thứ hai đó là cái chương trình đào tạo luôn được cập nhật theo cái xu hướng của ngành công nghiệp 4.0 học. Và mà cái vấn đề đặc biệt trong tháng 4 vừa qua là ngành công nghiệp điện tử của trường cao đẳng nghề An Giang vừa được nhận cái chương trình chuyển giao chương trình cơ điện tử theo tiêu chuẩn Đức. Đây là một cái chương trình mà phải nói nó rất là đào tạo rất là chuyên nghiệp dành cho các kỹ thuật viên cơ điện tử của chúng ta. Chương trình này thì được tổ chức hợp tác Đức phát triển từ những năm 2018 trong một số trường chất lượng cao của các hệ thống đào tạo nghề ở Việt Nam này. Cái lợi ích mà các bạn được thụ hưởng thứ ba đó là các bạn sinh viên có thể tham gia vào quá trình đào tạo tại doanh nghiệp. Đây là một cái quá trình đào tạo kép được thực hiện song song với cái quá trình mà giảng dạy ở trên lớp trong nhà trường của chúng ta. Đó là một cái điều mà mới cho cái hệ thống đào tạo này. Lợi ích mà Thiên Thanh Vườn muốn nói tới đó là cái cơ sở vật chất, thì đó là cái lợi ích tôi nghĩ đó là một cái tiêu chí quyết định cho cái chất lượng đào tạo nghề cơ điện tử của trường cao đẳng nghề An Giang. Vì hiện tại thì trường cao đẳng nghề An Giang được tổ chức GIZ hỗ trợ các cái cơ sở vật chất, trang bị các cái thiết bị, các cái sở thực hành đáp ứng cái nhu cầu của các cái doanh nghiệp sản xuất ở bên ngoài, đáp ứng được cái yêu cầu về công nghệ thực hiện theo cái công nghệ kỹ thuật số ngày nay. Thì chúng tôi được trang bị những cái thiết bị được chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức, trang bị các xưởng thực hành thực hiện các học viên được thực hiện, mỗi bạn học viên thì được thực hiện trên một cái trạm dây chuyền rất là hiện đại trên những cái chiếc laptop thật là mới, trang bị đầy đủ cấu hình để cho các bạn đáp ứng đủ cái kỹ thuật, đáp ứng đủ cái kỹ năng để cho các bạn thực hiện cái chuyên ngành cơ điện tử. Ngoài những ưu điểm trên thì khi các bạn được học ở trường thì các bạn cũng được tham gia những cái hỗ trợ các cái chính sách, chế độ chính sách của nhà trường, chế độ của tổ chức nghề sách, như là những cái học bổng dành cho các bạn học nghề cơ điện tử, các bạn nữ học nghề cơ điện tử, và các cái chế độ học bổng của các công ty xí nghiệp dành cho các bạn cũng tham gia quá trình học của nhà trường. Thì để hiểu rõ hơn về cái trang thiết bị của Cộng hòa Liên bang Đức và đặc biệt là tổ chức nghề sách hỗ trợ cho nhà trường, thì tôi xin được phép mời ông Khoan, chuyên gia về cơ điện tử, sẽ giới thiệu cho chúng ta rõ hơn về cái cơ sở vật chất mà được đầu tư như thế nào. Xin kính mời ông. Yeah, Frank. Give some more information about facilities. Thank you, Phuc. Thank you for the introduction of the mechatronic area in the Anzang College. Since 2017, the Anzang College was professional and contemporary equipped in regarding of the German financial cooperation, and this equipment was planned according the three-layer concept. This one is very famous from Germany. The complete labs and workshops are oriented on the core of professional qualifications for the students, and furthermore for the specified training we would like to use furthermore also the company partner. But of our side, how we can support the program here in Anzang furthermore, the TVET program in of the GIZ in Vietnam will give some more technical advice for the college in the process of implementation for the training program Mechatronics, which one was established in the last year. Furthermore, we will offer some support for digital transformation, for inclusion and PR activities. Thank you. Xin cảm ơn thầy Phúc đã chia sẻ cho nghề cơ điện tử tại trường An Giang. Thì tôi
xin bổ sung thêm một số thông tin về cơ sở vật chất cũng giống như là các trang thiết bị tại trường. Thì từ năm 2017, nhờ sự hợp tác về tài chính của Đức, thì trường An Giang cũng đã có được ban đầu sơ khởi các thiết bị theo tiêu chuẩn Đức, và ngoài ra cũng đã xây dựng nên chương trình đào tạo và đặt tại các xưởng và phòng lab theo cái mô hình đào tạo 3 cấp độ. Và như mọi người biết thì cái mô hình này rất là phổ biến và rất là hiệu quả tại Đức, bởi vì mô hình này có thể định hướng cho sinh viên những cái chương trình đặc thù nghề cơ điện tử, và đồng thời cũng định hướng đào tạo tại các doanh nghiệp. Và ngoài ra, chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam của GIZ thì cũng cung cấp những cái hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho nghề cơ điện tử. Điển hình là sẽ cung cấp cho đào tạo cho giáo viên nâng cao năng lực về không những chuyên môn về cơ điện tử mà còn về chuyển đổi số, hoặc là về ở mảng truyền thông, và bao gồm cả mảng yếu tố về giới và yếu tố dành cho những người khuyết tật. Xin được cảm ơn ông Frank đã cung cấp thêm những thông tin về cơ sở vật chất của tổ chức GIZ trang bị cho trường cao đẳng nghề An Giang đối với ngành này. Và một câu hỏi đặt ra là khi mà các bạn học ngành này xong thì chúng ta sẽ có thể làm việc ở lĩnh vực nào trong xã hội? Và đối với câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng đến với vị diễn giả thứ ba của chương trình hôm nay. Xin được mời anh Nguyễn Phước Duy sẽ cung cấp thêm thông tin về nội dung này. Cảm ơn chị. Xin chào các bạn học sinh sinh viên đang theo dõi cái buổi tư vấn tuyển sinh. Thì cũng như thầy Phúc cũng đã có nói, thì với cái kiến thức các bạn học sinh được đào tạo, thì các em sinh viên sau khi ra trường với cái ngành cơ điện tử thì các em có thể hoàn toàn tự tin làm việc ở các cái nhà máy sản xuất, các cái xí nghiệp cũng như là các cái công ty dịch vụ kỹ thuật, các trung tâm thương mại, siêu thị hoặc là bệnh viện vân vân, hoặc là đơn cử là các em cũng có thể vận hành các nhà máy năng lượng mặt trời, các em cũng có thể làm dịch vụ tự do cũng được. Một điều băn khoăn của các em sinh viên khi đi theo học nghề, ngay cả sinh viên và cả các cái bậc phụ huynh, là khi ra trường thì chúng ta có tìm được việc làm hay không. Thì thường đó là chúng ta thấy đó là ở rất là nhiều các cái đơn vị tuyển dụng lao động thì họ thường đó là yêu cầu là các ứng viên đó là phải có cái tay nghề, ưu tiên những người có tay nghề. Thì các em sinh viên học theo cái chương trình đào tạo kép của cái ngành cơ điện tử tại trường cao đẳng nghề An Giang, thì sau khi các bạn tốt nghiệp ra trường thì các bạn cũng đã có kinh nghiệm làm ở công ty rồi. Thì cái điều này là các em được ưu tiên tuyển dụng ở các công ty. Cái lợi ích tiếp theo là trong cái quá trình học thì các em cũng được tiếp xúc rất là nhiều những cái người tuyển dụng lao động ở các công ty, thì điều này giúp các em dễ dàng tìm được việc làm. Cảm ơn. Xin cảm ơn anh Duy. Thì em cũng được biết anh là một cựu sinh viên của trường cao đẳng nghề trước đây, và không biết anh có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả biết là trước đây anh đã học ngành gì ở trường, và hiện nay thì công việc của anh đang phụ trách tại công ty của mình, và thêm những cái thông tin một tí xíu về bản thân mình ạ. Trước đây thì Duy học lớp điện tử 3A. Lúc đó là trường của mình là trường kinh tế kỹ thuật An Giang. Thì lúc đó là trường của mình nó là còn tách biệt, chưa có gộp vào cái trường dạy nghề như bây giờ. Thì hiện tại đó thì Duy đang công tác ở bộ phận kỹ thuật của công ty cổ phần dược phẩm Agimax Pharm. Thì cái trụ sở của công ty mình đó là ở số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang. Và hiện nay thì anh đang là phó giám đốc tuyển dụng. Duy đó là phụ trách mảng kỹ thuật. Mảng kỹ thuật của công ty Agimax. Đúng. Và anh có thể cho quý vị khán giả cũng như các em biết thêm là hiện nay thì công ty của anh có tuyển dụng ngành cơ điện tử hay không, và nếu như có thì các bạn khi vào trong công ty này thì sẽ phụ trách những cái công việc cụ thể như thế nào? Thì Duy xin chia sẻ thêm một tí thông tin về cái công ty của mình.
Thì công ty cổ phần dược phẩm ID Medfarm của chúng tôi thì chuyên sản xuất các mặt hàng về tăng dược, hóa dược, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và dược liệu. Thì công ty hiện là có 3 nhà máy đang hoạt động. Hai nhà máy đang ở phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang và một cái nhà máy ở khu công nghiệp Bình Hòa. Các chi nhánh của công ty thì phủ khắp cả nước. Ví dụ như là chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Tây Nguyên, chi nhánh Đà Nẵng và chi nhánh Hà Nội. Thì với đội ngũ công nhân viên của công ty khoảng 500 nhân viên, thì hàng năm công ty đều có tuyển dụng thêm những nhân viên mới về cái ngành kỹ thuật, đặc biệt là các bạn chuyên về cái ngành cơ điện tử. Thì anh có thể cho biết thêm là bắt đầu từ năm nay cũng như là trong tương lai thì cái nhu cầu tuyển dụng đối với ngành cơ điện tử ở công ty mình sẽ là bao nhiêu? Thì trong năm nay đó, thì đơn cử là tháng 3 vừa rồi đó, thì các bạn ngành cơ điện tử học theo chương trình đào tạo kép ở công ty thì được hai bạn phù hợp với công việc, thì hai bạn được tuyển dụng. Thì hiện tại đó, hai bạn này đang làm việc ở nhà máy số 1 ở Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. Thì các bạn làm việc rất là tốt, các bạn hòa nhập với công việc cũng rất là nhanh. Thì sắp tới đó, hiện tại đó thì công ty chúng tôi là đang xây dựng một cái nhà máy thứ tư ở khu công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành, An Giang. Cái nhà máy này là chuyên sản xuất các cái mặt hàng đạt cái tiêu chuẩn là GMP-WTO để xuất khẩu ra những thị trường châu Âu. Thì trong cái giai đoạn sắp tới đó, dự kiến thì đến cái giai đoạn mà lắp đặt các cái thiết bị về kỹ thuật như là những cái hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống xử lý không khí, các cái dây chuyền tự động hóa để sản xuất thuốc, thì chúng tôi sẽ liên kết với trường cao đẳng nghề để đào tạo các em từ cái giai đoạn mà bắt đầu lắp đặt những hệ thống này, để sau khi tốt nghiệp đó, các em mà được yêu cầu đó, thì công ty sẽ tuyển dụng để sau này các em vận hành và xử lý những cái vấn đề về những hệ thống này. Em cũng có một cái câu hỏi thắc mắc là em nghĩ là cái đây là cũng là cái quyền lợi của những bạn mà được tuyển dụng. Như vậy thì chính sách của công ty mình dành cho những bạn mà học ngành cơ điện tử được tuyển dụng vào thì sẽ như thế nào không? Về chính sách của công ty đối với các bạn sinh viên, thứ nhất là các bạn sinh viên đang theo học cái chương trình đào tạo kép tại trường và tại công ty, thì khi đến học tại công ty đó thì các bạn sẽ được hỗ trợ về bảo hộ lao động, về các cái các phương tiện làm việc, các dụng cụ làm việc, các bạn được hỗ trợ buổi ăn trưa, rồi tùy theo cái mục đích công việc các bạn có thể được hỗ trợ phương tiện. Ví dụ như cái lớp vừa rồi đó, các bạn tham gia lắp năng lượng mặt trời cho công ty thì các bạn được hỗ trợ một ngày khoảng từ 50 đến 150 ngàn đồng. Cái đó là những cái ưu đãi thêm ngoài cái phần lương cứng không ạ? Đúng rồi. Còn về cái chính sách của nhân viên đã được ký hợp đồng với công ty đó, thì các nhân viên được chăm lo đời sống, có lương ổn định, thì hàng năm mà nhân viên cũng được đi du lịch, thì những nhân viên giỏi đó sẽ được công ty cử đi học nâng cao để sau này các bạn về đó để đảm nhận các vị trí cái cán bộ chủ chốt ở công ty. Em nghĩ thì với cái chính sách này thì chắc là sẽ có rất là nhiều bạn sau khi tốt nghiệp sẽ đầu quân vào công ty của mình. Thì một câu hỏi tiếp theo mà Thiên Anh đang nhận được từ sự tương tác của các bạn, câu hỏi này thì sẽ dành cho ông Frank. Xin được hỏi ông là chương trình hợp tác của tổ chức GIZ và trường cao đẳng nghề An Giang trong thời gian qua được thực hiện như thế nào và các hoạt động dự định trong tương lai, thì xin được mời ông. Since 2010, the Anzang College is a potential trustful cooperation partner in the TVET program in Vietnam, together with some another TVET colleges selected
some years before 2010. And in this time, the TVET program supported the Anzang College related on training for the manager of the college, but also for further training of the teacher. And in this time, the college could achieve very good results to build up the competencies of all relevant manager and teacher in the college. Further on, in future, we expect that we can cooperate with the college furthermore to implement the new training program mechatronics, what I mentioned already before, where we expect that in future we can recruit many young female or male students. They are interested in technical things in this area. And of our side, we can say 100% the college have just now the professional capacity to start this process to implement the training program of mechatronics. So for all the students, they see us today, we wish that please come in the college, receive some more information, and you are very welcome. Thank you. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì như mọi người biết thì từ năm 2010 thì chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam cũng đã triển khai một cái cuộc khảo sát giống như là đánh giá các trường An Giang cũng như là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, và thấy rằng trường An Giang là một cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tiềm năng và đầy đủ năng lực để có thể triển khai chương trình đào tạo nghề ở đây. Và kể từ đó thì chương trình cũng đã hỗ trợ rất là nhiều cho trường, không những ở các lĩnh vực đào tạo cho cấp quản lý mà còn đợt những khóa đào tạo nâng cao cho các giảng viên của trường. Và theo dòng thời gian thì nhà trường cũng đã đạt được những cái thành tựu rất là đáng kể và rất là lớn. Và trong tương lai thì chương trình cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà trường, và ngoài ra sẽ và ngoài đã bắt đầu triển khai cái chương trình đào tạo điện tử. Và tôi cũng hy vọng rằng với chương trình đào tạo cơ điện tử mới này thì có thể sẽ thu hút được rất là nhiều các bạn sinh viên nữ cũng như là sinh viên các bạn học sinh nữ và học sinh nam. Và tôi đảm bảo rằng 100% đảm bảo rằng về mặt năng lực của giảng viên cũng giống như là cơ sở vật chất tại trường thì các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Và tôi cũng khuyến khích các bạn là trong hôm nay hãy nhanh chân lên, hãy đến với trường Cao đẳng nghề An Giang để cùng tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo và để đăng ký học tại trường. Xin được cảm ơn ông Ram và bộ phận phiên dịch. Thì quý vị và các bạn thân mến, đối với ngành cơ điện tử thì việc khuyến khích các bạn nữ tham gia học ngành này đang là một cái điểm được nhấn mạnh ở trong cái ngành đào tạo này. Và đặc biệt là tổ chức GIZ có dành những cái suất học bổng rất là đặc biệt cho các bạn nữ sinh tham gia học ngành này. Thì để tìm hiểu thêm thì chúng tôi cũng tiếp tục xin mời ông Răng sẽ cung cấp thêm thông tin về học bổng dành cho nữ sinh đối với ngành cơ điện tử. Xin mời ông. At first, I would like to mention that the mechatronic occupation is suitable for female and male students. According to the experiences from developed countries, especially Germany, the employers always encourage both men and women to participate equally to create a working environment with productive harmony. But here also women have a certain advantages in her technical career. In order to encourage women to strongly try their best, the GISS program award for two students a scholarship in worth 24
million Vietnam dong for the whole time of training. And the candidates can contact directly the college and the administration area to get some more information and eligibilities. Và trước tiên thì tôi cũng muốn xin nhấn mạnh rằng nghề chương trình đào tạo cơ điện tử thì rất là phù hợp cho cả các bạn học sinh nam và học sinh nữ. Và ở đây thì như các bạn biết không, thì ở bên Đức các nhà tuyển dụng thì luôn khuyến khích cả nam nữ tham gia bình đẳng để tạo ra một môi trường làm việc hài hòa năng suất nhất. Và đặc biệt là ở Việt Nam thì các bạn học viên nữ cũng có rất là nhiều lợi thế cho cái ngành nghề kỹ thuật này. Và vì thế nhằm để khuyến khích các bạn nữ mạnh dạn thử sức thì trong năm 2021 này chương trình đào tạo chương trình đổi mới đào tạo nghề thuộc tổ chức tự chế sẽ trao ra suất học bổng cả khóa học trị giá 24 triệu đồng. Và các bạn có thể trực tiếp đến liên hệ ban tuyển sinh trường để có thêm thông tin về tiêu chí cũng như là cách thức nhận học bổng. Xin được cảm ơn ông Trang. Quý vị và các bạn thân mến, thì trong thời gian vừa qua thì trường cao đẳng nghề An Giang cũng đã phối hợp với tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một chuỗi hoạt động tư vấn và tổ chức cuộc thi Robocon tại các cụm ở Châu Đốc, Tri Tôn và Châu Thành. Thì trong cái thời gian tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh thì cũng đã có rất là nhiều thông tin cũng như là những câu hỏi đặt ra cho bộ phận tư vấn về ngành cơ điện tử. Và trong khoảng thời gian mà chúng ta tương tác lúc từ nãy đến giờ thì đã có một số câu hỏi gửi đến cho chương trình chúng ta hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của một bạn nữ. Kính thưa ban tư vấn, em là một học sinh nữ. Như vậy thì em muốn biết là theo học nghề này có vất vả hay không? Và những nội dung mà nữ sinh, có những nội dung gì mà nữ sinh không học được hay không? Sau này khi đi xin việc liên quan tới ngành cơ điện tử thì nhà tuyển dụng đó có ưu tiên nam giới nhiều hơn hay không? Thì chắc là câu hỏi này thì Thiên Thanh xin được mời thầy Phúc sẽ trả lời ạ. Xin chào bạn, tôi xin đại diện để trả lời các câu hỏi này. Thì tôi nghĩ câu hỏi này là một câu hỏi khó và cũng là một câu hỏi hay. Điều mà tôi cũng như bạn trước, trong và sau khi học một cái ngành nghề nào đó thì chúng ta cũng mong muốn là cái ngành đó có phù hợp với cái lĩnh vực chúng ta học hay không. Cái thứ hai là cái vị trí việc làm mà sau khi ra trường sẽ được như thế nào, cái mức lương tôi sẽ được nhận so với cái ngành này là được cao thấp, và cái công việc của tôi là nó thực hiện trong cái môi trường tốt hay không. Thì điều mà tất cả mọi người đều quan tâm là như vậy. Và cái câu chuyện này thì cũng được nhà trường cũng như là bộ môn cơ điện tử của trường khảo sát thông qua các cái phiếu khảo sát lần vết từ các cụ học sinh sinh viên của nhà trường. Thì chúng tôi khẳng định một điều là khi các bạn học ngành này và đặc biệt là các bạn nữ khi ra trường thì các bạn sẽ được ưu tiên để tuyển dụng vào các cái vị trí trong các cái lĩnh vực của ngành cơ điện tử hiện nay. Thì một cái ví dụ mà đơn cử gần đây nhất thì những cái khóa trước đây cơ điện tử đã đào tạo được các bạn nữ, và chúng tôi đã liên hệ được các bạn nữ đó thì bạn đã có những cái vị trí việc làm rất là tốt, cái mức lương thì rất là cao, và được đặc biệt là bạn được ưu tiên để mà phỏng vấn đầu tiên nhất. Cảm ơn. Như vậy thì đây là những thông tin mà từ phía trường chúng ta nắm được. Em muốn đến với thực tế một tí xíu là trở lại với chỗ anh Duy. Thì ở công ty của mình đã có tuyển các bạn nữ đối với ngành cơ điện tử này chưa ạ? Hiện tại thì ở công ty của Duy, đặc biệt là ở bộ phận kỹ thuật đó, thì đã có lao động nữ, có nhân viên nữ. Nhưng mà bạn học không phải là cái ngành cơ điện tử. Nhưng lại Duy nhấn mạnh rằng các bạn nữ học kỹ thuật
thì tìm việc rất là dễ. Chính vì cái lý do mà các bạn nữ nghĩ sợ là mình học kỹ thuật ra là người ta ưu tiên nam hơn, hoặc là một số lĩnh vực kỹ thuật đó là không phù hợp với nữ giới. Chính vì cái sự lo lắng đó cho nên cái lượng mà các bạn nữ học cái ngành kỹ thuật, đặc biệt là những cái ngành cơ điện tử đó, nó ít. Do đó những doanh nghiệp của chúng tôi rất cần những cái bạn nữ. Mấy bạn nữ thường đó là suy nghĩ là học kỹ thuật ra là phải làm đao búa, dao búa hay là kìm mốt lết gì đó, nó nặng nhọc. Nhưng mà dân kỹ thuật cũng rất là cần những cái bạn nữ nắm ở những cái vị trí mà phụ trách những cái mảng hồ sơ sổ sách, hoặc là những cái vị trí quản lý cấp cao. Các bạn không phải trực tiếp ra hiện trường, bởi vì các bạn nữ nên yên tâm, các bạn học về cơ điện tử các bạn sẽ rất là dễ xin việc làm. Xin được cảm ơn anh Duy và chỗ thầy Phúc. Thì có một câu hỏi nữa được đặt ra, thì em nghĩ cái này em sẽ dành cho anh Phúc trả lời. Thì bạn có hỏi là em thấy mấy năm nay trường cao đẳng nghề của mình tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa rất là hay cho học sinh ở tỉnh về tìm hiểu về nghề, ví dụ như là cái hội thi Robocon vừa rồi em được biết, và làm thế nào thì em được tham gia những hoạt động như vậy khi mà em đăng ký vào học ở tại trường. Thì xin mời anh Phúc ạ. Xin chào bạn. Câu hỏi này tôi nghĩ đó là một cái hoạt động xã hội mà luôn gắn liền với cái hoạt động phong trào của các bạn học sinh sinh viên. Bất kỳ các bạn từ các cái cấp trình độ học sinh, trung học cơ sở, trung học phổ thông, là các bạn sinh viên đang học tại nhà trường thì có thể tham gia các hoạt động này. Và hàng năm thì chúng tôi thông qua những cái chương trình tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học cơ sở, những bạn có đam mê về cái yêu thích về cái lĩnh vực cơ điện tử, yêu thích về cái lĩnh vực khoa học, thì các bạn cũng có thể tham gia vô các cái vấn đề này. Và cái điều mà bạn được đặt ra là bạn khi bạn đăng ký vào trường á thì bạn có thể tham gia không, thì tôi khẳng định với bạn rằng đây là một cái lĩnh vực mà bất kỳ bạn sinh viên nào ở trong trường cũng có thể thực hiện với chúng tôi, đó là niềm đam mê khoa học. Và một cái thông tin nữa là hiện tại trong trường của trong cái bộ môn cơ điện tử thì chúng ta có một cái câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, sáng tạo khoa học kỹ thuật của nhà trường, thì câu lạc bộ này sẽ là cái nơi để các bạn ươm mầm những cái sáng kiến, những cái hoạt động mà chúng ta thấy trong những cái phong trào của trường trong những năm qua. Dạ, xin được cảm ơn anh Phúc. Và một câu hỏi tiếp theo, thì câu hỏi này thì bạn muốn dành cho ông Frank. Thưa ông Frank, tại sao tổ chức của Đức lại hỗ trợ cho ngành cơ điện tử? Và em muốn biết là học nghề cơ điện tử thì sẽ có những lợi thế gì? Xin được mời ông. One student would like to ask you why the German organization support mechatronics occupation here, and what are the advantages when the student take up mechatronics occupations? Mm-hmm. The first one was? Mm-hmm. So the training field of mechatronics already is in the contemporary technical occupation with several difficult areas. We have inside the mechanical area, we have electrics, electronics, automation, and mechatronic area. And the typical operation fields could be in future in configuration, installation, commissioning of mechatronic systems, furthermore in maintenance and service of mechatronic systems, but also for prepare mechatronic system in the direction of Industry 4.0, and maybe and some add-on maybe for women. Also in the training program of mechatronic, we find a module called sales and service for mechatronic systems, and here we want to combine competencies and skills of accountant and technical aspects.
kỹ thuật cũng đã biết thì cái chương trình, cái nghề cơ điện tử thì trong đó bao hàm rất là nhiều cái mảng khác nhau, ví dụ như là mảng cơ khí, mảng điện tử, mảng tự động hóa chẳng hạn. Thì trong chương trình đào tạo cơ điện tử mới này, các bạn sẽ có được những cái mặt lợi ích như là các bạn có thể sau khi ra trường các bạn có thể vận hành hệ thống cơ điện tử, hoặc là căn chỉnh những cái thông số kỹ thuật của hệ thống. Ngoài ra các bạn sẽ được học hiểu biết thêm về hệ thống cơ điện tử mà định hướng công nghiệp 4.0. Và một điều đặc biệt hơn nữa dành cho các bạn nữ rằng là trong cái chương trình đào tạo này sẽ có một module học phần về bán hàng, cũng giống như là các dịch vụ dành cho hệ thống cơ điện tử. Trong đó các bạn sẽ học về cách quảng cáo những cái sản phẩm của mình, hoặc là sẽ thực hiện các dịch vụ cho những khách hàng như thế nào. Và ngoài ra còn có một cái học phần mà các bạn sẽ học về gọi là kiểm toán về mặt kỹ thuật. Thì ở vị trí này sau khi ra trường thì các bạn có thể làm tính toán được những cái bảng giá, hoặc là tính toán được những cái thiết bị của các máy móc và hệ thống cơ điện tử. So typical branches for working in future could be the process automation industry to produce in this region fruit products, for example, but also furthermore, my client here, this company, they producing medical products and pharmacy products. So this is a very famous area here in Ansan province. But furthermore, we have here also a very strong civil sector where we can find civil engineering systems. And also the agricultural sector is very strong with a lot of high-tech machines currently. Và ngoài ra, theo như tìm hiểu của tôi tại khu vực An Giang này thì ở đây rất là phổ biến cái ngành nghề chế biến thực phẩm. Cũng giống như là công ty của anh Duy ở đây thì là chuyên về sản xuất các dược phẩm hoặc là thuốc, dược liệu như kia. Trong tương lai các bạn có thể làm tại các công ty chuyên về lĩnh vực này. Và ngoài ra tôi nhận thấy tỉnh An Giang mình cũng có các tiềm năng về thủy sản hoặc là những cái kỹ thuật dân dụng chẳng hạn. So and two things are very important. One thing is that if you would be a student in the future in the Ansan College, also the college will cooperate with the company together, with my colleague here together, and you will get the chance to come in the company to learn something of the real world of work, and later on you get also the chance and the offer to get the labor contract. Đặc biệt có hai điều quan trọng các bạn có thể chú ý ở đây. Khi mà các bạn đăng ký học tại trường cao đẳng nghề An Giang thì các bạn có một cơ hội rất là lớn để thứ nhất là có thể đến thực tập tại chính công ty mà là đang là đối tác của trường, ví dụ như công ty của anh Duy ở đây. Và cái thứ hai nữa là sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ có cơ hội rất là lớn để làm việc ngay tại chính công ty mà mình đã được đào tạo trước đó. So don't hesitate, that's the chance to apply your CV in Lilama to be a student in the class of mechatronics in the first batch system training program. Thank you. Và còn ngần ngại gì chứ nữa, các bạn hãy nhanh chóng nộp hồ sơ tới trường cao đẳng nghề An Giang để trở thành những sinh viên của khóa đầu tiên cho cái chương trình đào tạo cơ điện tử mới này. Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái thông tin hữu ích mà ông Răng đã cung cấp về nghề cơ điện tử, như là những lý do mà tổ chức GIZ đã chọn để tài trợ cho trường cao đẳng nghề An Giang đối với nghề cơ điện tử. Và kính thưa quý vị và các bạn, thì ngay từ đầu thì Thiên Thanh cũng đã cung cấp thông tin về cái chuỗi hoạt động tư vấn cũng như là hội thi Robocon được diễn ra tại tỉnh An Giang trong thời gian vừa qua. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng công bố kết quả diễn ra tại ba cụm Châu Đốc, Châu Thành và Tri Tôn để chúng ta sẽ biết được những đội nào sẽ bước vào vòng chung kết diễn ra vào sáng ngày mai tại trường cao đẳng nghề An Giang. Và đầu tiên thì để thêm một chút bất ngờ thì xin mời chỗ anh Duy sẽ công bố kết quả tại ba cụm, và chúng ta sẽ công bố các đội khuyến khích được điểm cao nhất dự thi vào chương trình chung kết ngày mai.
thì xin mời anh Duy sẽ công bố kết quả của cụm Châu Thành, Châu Đốc và Châu Đông. Cảm ơn chị. Sau đây tôi xin công bố kết quả. Đầu tiên là kết quả của cụm Châu Thành. Thứ nhất, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thứ hai, trường Trung học Phổ thông Vĩnh Bình 1. Thứ ba, trường Trung học Phổ thông Vĩnh Bình 2. Tiếp theo là kết quả của cụm Châu Đốc. Trường Trung học Phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa. Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh An Giang. Trường Trung học Phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa. Và cụm thứ ba, kết quả của cụm Tri Tôn gồm có trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Cô Tô 10, và cuối cùng là trường Trung học Phổ thông Ba Chúc 5. Xin hết. Xin được cảm ơn anh Duy. Thì đây là kết quả của các đội nhất, nhì, ba của các cụm. Và sau đây thì sẽ là phần hồi hộp nhất, bởi vì diễn ra trong ba cụm thì có các đội đạt giải khuyến khích. Như vậy thì hôm nay sẽ là công bố kết quả đội khuyến khích nào sẽ được lọt vào vòng chung kết. Thì nội dung này xin được mời anh Phúc sẽ tiến hành công bố. Cảm ơn Thiên Thanh. Tôi xin được phép công bố kết quả hai đội khuyến khích lọt vào cái vòng chung kết cuộc thi Robocon tỉnh An Giang. Thì tôi xin được công bố đội thứ nhất, đó là trường Trung học Phổ thông Châu Thị Tế, đội khuyến khích cụm Châu Đốc. Đội thứ hai là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 4, đội khuyến khích cụm Chi Tôn. Đó là kết quả hai đội. Như vậy thì chúng ta đã biết được sự lộ diện của tất cả 11 đội tham dự vòng chung kết vào ngày mai. Và để cho các bảng ngày mai được tiến hành thuận lợi thì sau đây chúng ta sẽ mời các vị diễn giả tham gia chương trình cùng bốc thăm để chia bảng cho các đội thi đấu vào ngày mai. Chúng ta sẽ có tất cả là 3 bảng A, B và C. Và sau đây thì xin mời các vị diễn giả chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bốc thăm các đội đạt giải nhất của các cụm để chia vào các bảng A, B, C. Chắc là em xin mời anh Phúc sẽ bốc thăm trước ạ. Bốc thăm các đội giải nhất của ba cụm. Đội đầu tiên vào bảng A là đội số 4 của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực. Dạ, xin mời anh bóc lá thăm tiếp theo ạ. Đội nhất tiếp theo vào bảng B sẽ là đội của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Châu Thành. Tiếp theo sẽ là đội nhất của bảng C. Thủ Khoa Nghĩa 2. Đội 2 của trường Trung học Phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa. Và tiếp theo thì em xin mời anh Duy sẽ bốc thăm cho các đội giải nhì để xếp vào ba bảng. Đội nhì đầu tiên chúng ta sẽ xếp vào bảng A. Đội nhì đầu tiên là đội Cô Tô. Trường Trung học Phổ thông, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Cô Tô. Xin mời đội nhì thứ hai xếp vào bảng B. Đội thứ hai là đội Dân tộc Nội trú An Giang. Tiếp theo xin mời đội nhì xếp vào bảng C. Đội tiếp theo là đội Vĩnh Bình 2. Vĩnh Bình. Và tiếp tục thì chắc em mời anh Duy luôn. Chúng ta sẽ bóc các đội đạt giải 3 của vòng cụm để xếp vào 3 bảng. Thì xin mời đội đạt giải 3 đầu tiên xếp vào bảng A. Đội Ba Chúc. Đội Ba Chúc. Đội nhì thứ 2 xếp vào bảng B. Xin lỗi, đội thứ 3 xếp vào bảng B.
đội Vĩnh Bình 1. Vĩnh Bình 1. Và đội đội 3 cuối cùng xếp vào bảng C. Đội Thủ Khoa Nghĩa 1. Và chúng ta sẽ còn lại hai đội khuyến khích. Thì chúng ta sẽ xếp vào bảng A và bảng B. Xin mời anh Phúc sẽ bốc thăm lượt cuối cùng. Đội đầu tiên là đội Nguyễn Trung Trực 2. Dạ, tiếp theo sẽ là đội xếp vào bảng B. Đội khuyến khích thứ hai là đội Châu Thị Tế. Xin được cảm ơn anh Phúc và anh Duy. Như vậy thì chúng ta xin được phép công bố lại tất cả các trường của các bảng như sau. Bảng A chúng ta sẽ có đội 4 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, đội 2 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, đội của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cô Tô, đội của trường Trung học phổ thông Ba Chúc. Bảng B chúng ta sẽ có đội của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đội của trường Châu Thị Tế, đội của trường Dân tộc Nội trú và đội Vĩnh Bình 1. Bảng C chúng ta sẽ có đội Vĩnh Bình 2, Thủ Khoa Nghĩa 1 và Thủ Khoa Nghĩa 2. Như vậy đó là tất cả các trường của các bảng sẽ thi đấu vào trong buổi sáng ngày mai. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù là vẫn còn rất là nhiều câu hỏi đã gửi đến cho chương trình, tuy nhiên thời lượng của chúng tôi thì cũng có hạn, và những câu hỏi mà các bạn gửi đến thì chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời với các bạn thông qua tin nhắn của Facebook. Và nếu như các bạn vẫn còn những thông tin muốn trao đổi và tìm hiểu về ngành cơ điện tử thì các bạn có thể trực tiếp tương tác với trang fanpage của trường, cũng như là gọi điện trực tiếp đến trường Cao đẳng nghề An Giang để chúng tôi có thể cung cấp thêm những thông tin cho các bạn. Và xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối ngon giấc, và hẹn gặp lại ở những chương trình tư vấn sau. Xin chào tạm biệt.